Đây là cái mẫu Optoma HD 29 Derby. HD 29 Derby là cái mẫu có từ năm 2018. Đây là một trong những cái mẫu HD 29 đời đầu. Sau này mới có HD 29H. HD 29 Derby là cái mẫu máy full HD có hai cổng HDMI và có kết nối MHL. Và về cái cổng tín hiệu vào thì chủ yếu là chỉ hai cổng HD thôi, các cổng Vega Video đã bỏ đi hoàn toàn. Dòng máy này sử dụng cái công nghệ DLP và có công nghệ xử lý hình ảnh Visual Presence, hay chúng ta còn gọi là công nghệ Dolby, một trong những cái công nghệ khởi đầu cho các cái dòng máy chiếu 4K sau này của Optoma. HD 29 thì có cái thiết kế với một cái ưu điểm là khá là nhỏ gọn và chắc chắn, độ phân giải Full HD và có tuổi thọ bóng đèn khá cao. Đây là cái mẫu máy chiếu chính hãng của Optoma được bảo hành thân máy lên đến 2 năm. Hầu hết các cái dòng máy công nghệ DLP Full HD của Optoma thì có giá thành nó dao động khoảng trên dưới 20 triệu đồng, là một cái giá thành mà rất dễ dàng chấp nhận được. HD 28, HD 29 và HD 27 cũng là các cái mẫu Full HD tương đương cái cấu hình với lại HD 29. Trên lý thuyết thì các cái dòng máy có thể khác nhau về cái thông số kỹ thuật, tuy nhiên thì chất lượng hình ảnh thực tế nó lại là một cái điều khác. Chúng ta đi mua bất cứ một cái dòng máy chiếu nào thì cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta cần được tư vấn kỹ để lựa chọn cái máy với các cái tiêu chí phù hợp về cái hiệu quả kinh tế, nhu cầu sử dụng cũng như là cái độ bền lâu dài và những yếu tố nó quyết định đến cái sự sống còn về cái tuổi thọ cũng như là cái chất lượng của cái máy chiếu sau này. Có nhiều người thì thường lựa chọn những cái thương hiệu và phổ biến, có nhiều người thì thích những cấu hình cao và có nhiều người lại thích giá rẻ, thì rất nhiều những cái yếu tố nó sẽ làm cho chúng ta phải khá là phân vân khi chúng ta lựa chọn bất cứ một dòng máy chiếu nào. Ngoài Optoma HD 29 thì trang web của chúng tôi cung cấp rất nhiều các cái dòng máy chiếu chính hãng khác của Optoma như là HD 27, HD 28, rồi UHD 50, UHD 50X, vân vân, rất nhiều các cái cấu hình lượng đa dạng để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn. Các bạn có thể truy cập trang web là vnpc.com.vn hoặc là máy chiếu giá rẻ .vn tham khảo thêm các cái dòng sản phẩm để được mua được các cái sản phẩm với chất lượng phù hợp, độ bền tốt, giá cả hợp lý, thì các bạn nên được các cái chuyên gia về máy chiếu của chúng tôi tư vấn và lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.